Kính bạch sư Hạnh Tuệ và sư Tuệ Tường, con có một điều thắc mắc là về câu hỏi đầu tiên trong buổi vấn đáp ngày 20 tháng 10 2022. Câu hỏi đó là vùng đất mổ giết heo và những vùng đất xấu của phi nhân ở. Con thắc mắc rằng tại sao những vùng đất xấu đó lại có phi nhân ở và ở đó có lợi ích gì cho họ? Phật giáo Nguyên Thủy quan điểm rằng chúng sanh mệnh chung sẽ tái sanh luôn, như vậy có liên quan gì không? Dù là 1, 100 hay 1.000 cũng chỉ là xác chết vô thức. Xin hai sư trả lời thắc mắc này của con. Cái câu trả lời của sư thì nó đơn giản thôi. Giống như á, là mình sống thì mình cần sống ở môi trường có không khí này, có khí oxy, rồi nói chung nó tương đối nó trong lành. Kẹt lắm thì mình sống ở cái chỗ ô nhiễm thôi, chứ còn sống ở khu vực trong lành thì nó vẫn sướng hơn đó. Rồi mình phải sống ở cái nơi nào mà mình có đồ ăn chứ, chứ còn cái đất mà cằn cỗi khô cằn thì loài người mình đâu có sống. Khó lắm như thế nào đó thì mình mới phải đi ra đó thôi, chứ còn mặc nhiên là mình sẽ đi về những cái nơi mà trù phú cái đồ ăn thức uống, rồi cái khí hậu nó cũng phải phù hợp với mình. Có người thì họ ưa cái khí hậu lạnh, có người họ ưa khí hậu nóng, có người họ ưa khí hậu nhiệt đới gió mùa đó. Rồi cái môi trường như thế nào đó nó phù hợp với mình, thì mình như thế nào thì chúng sanh khác cũng như thế đó. Đó, ví dụ như là cái con hà mã thì nó sống thì nó sẽ sống ở cái vùng nào mà có nước, thì hoặc con cá sấu thì nó cũng chỉ sống ở chỗ nào có nước thôi, mặc dù nó là cái loài lưỡng cư. Tương tự như vậy, các cái loại mà phi nhân ác ấy, thì cái gọi là cái nơi mà cái môi trường họ ở họ cảm thấy thoải mái ấy, là những cái vùng đất dữ mà sư nói, tức là cái nơi chiến tranh này, hoặc là nơi giết mổ, thì nó có cái không khí, có môi trường, có khí hậu, nó họ ở đó họ thoải mái, đơn giản vậy thôi. Rồi đó là chưa kể đồ ăn thức uống của họ nữa. Có những loài ngạ quỷ thì họ ăn bằng những cái đồ dơ bẩn như là rác rưởi nè, như là phân nè, hoặc như là máu, là những cái chất thải nè, thì họ ăn ở đó, thì đương nhiên cái chỗ nào mà có mấy thứ đó thì họ sẽ tập trung về đó. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Thật sự thì đúng là Đức Hình Tại nói cái vấn đề này nó thật sự rất là đơn giản, và Đức Hình Tại trả lời là quá, thật sự quá rõ ràng, mình sẽ cũng hoàn toàn đồng ý thôi. Cho nên là nếu mà quý vị xem chỉ cần xem lại thôi, chứ vấn đề này rất là đơn giản. Quý vị lại hỏi là Phật giáo Nguyên Thủy quan điểm là chúng sanh sinh mệnh chung sẽ tái sanh luôn, thì này thì đúng, như vậy có liên quan gì không? Có nghĩa là câu hỏi quý vị á, có nghĩa câu hỏi quý vị nó không có liên quan, không liên quan đến cái vấn đề mà hỏi là vùng đất phi nhân ở có lợi cho họ đó, thì nó không liên quan gì chứ. Cho nên là cái vế sau mình bỏ qua ha, không liên quan gì. Còn cái phần Đức Hình Tại trả lời rất đầy đủ, xin kết thúc phần trả lời. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.